Sao em lại chen em? Anh ra chậm thì phải đứng sau chứ. Nhóc con, anh đi trước thì mới có chuyện hay. Chuột xám giỏi ứng biến, để cậu ấy đi trước cũng được. Lại đi ra đồng kiếm thóc hả chuột xám? Không, hôm nay chúng ta sẽ đến chỗ nhà kho đằng kia. Ở đó à? Đi thôi. Ở khu nhà kho không an toàn đâu chuột xám. Có cháu ở đây, bác không phải lo. Phải cúi đầu thừa nhận anh là một cao thủ ấy chứ. Bốc khoác, anh giả chết để thoát thân thì có may mà. Không phải là may mà là do cái này này. Lần này may mà gã mèo không phát hiện ra đấy. Đừng chủ quan. Chén đồ ăn ngon trong nhà kho nữa. Thôi, không? Anh chết hụt còn chưa tởn à? Lại định đeo lục lạc cho mèo nữa à? Cách đó xưa rồi. Hmm.
Lại bày trò gì thế chuột xám? Rồi bác sẽ biết. Việc khó nhất là xử lý gã mèo. Ta đã đích thân ra tay rồi. Các chú mày cứ liều liều, đừng có để hết đồ ăn đấy. Thời tiết năm nay khắc nghiệt thật. Cái này mà cũng gọi là thức ăn à? Anh suốt ngày trong hang thì biết gì. Thời tiết khắc nghiệt thế này, có cái chống đói đã tốt rồi. Cần gì phải đi đâu xa? Thức ăn ở trên cây kia kìa. Cây cao thế kia nguy hiểm lắm. Với là ai làm thế ác lắm. Vơ vẩn, đói móp bụng của sĩ diện. Chống mắt lên mà nhìn ta đây này. Chuột xám, không làm thế được đâu. Đừng làm thế, anh chuột xám. Đúng đấy, nguy hiểm lắm. Các chú em chỉ lo hão, anh đây mèo còn chả sợ nữa là. Lên các cháu. Cẩn thận. Còn đau hả chuột xám? Từ giờ bớt ủ mưu đi nhé ông tướng. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Anh chuột xám là mưu, hôm nay không lên dẫn được à? Mưu với chả mẹo, vỡ cả đầu. Chẵn mưa thừa nắng, tắc kè dự báo thời tiết chuẩn lắm đấy. Kêu chẵn thì trời mưa, kêu lẻ thì trời nắng. Trời nắng đây. Vâng, trời vẫn nắng bác ạ. Cứ yên tâm mà ca hát, bác ngủ tí đây.
Sao thế nhở? Quái lạ thật. Tắc kè có bao giờ kêu như thế này đâu nhỉ? Bác ơi, sao thế nhở? Hay... Bác không biết, để yên xem. Chết thật, ếch kêu như vậy là trời sắp mưa đấy. Vâng, cháu phải đi cài chắc tổ lại mới được. Ui giờ lại sắp trở rồi. Ui cái lưng của tôi. Bạn ơi, tập tiếp bài hôm qua đi. Tập tành gì, mưa gió đến nơi rồi, tớ còn phải rửa nhà. Mưa? Còn lâu, ai báo mưa mà cậu bảo thế? Cậu sao đấy? Chính cậu vừa kêu lúc nãy còn gì? Hả? Tớ kêu lúc nào? Cậu có nhầm không đấy? Nhầm là nhầm thế nào? Chính tớ và bác cúng mèo nghe thấy mà lại. Hả? Thì tớ có siêu không? siêu cái quách gì? Làm loạn lên thì có. Chuột! Chuột đâu? Chuột nào? Hả? Cháu nghe tiếng ngay dưới mà. Còn nghịch nữa thì đừng có trách, nghe chưa? Sơn ca ơi, xuống tập hát đi. Có con chim Sơn ca nhỏ, chắc trông thật. Nào, hát cái gì đấy? Đùa tí gì mà gắt thế? Kìa chú là chú ếch con có hay là hai mắt tròn, chú ngồi học bài môn tình bên phố bóng cây vườn xoan, ba con cá trên non cùng ba chú cá rô son, không tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn. Kìa chú là chú ếch con đây qua là qua nhất nhà, chú học thuộc bài xong rồi chú ăn nhìn không ngoài kim ăn nhìn không kim kim ăn nhìn không kim. Bọn này hát với họ điếc tai. Có cho vui rồi. Trời ơi, cái gì đấy? Hả? Lại là cậu à? Sau à? Dừng lại mau! Có dừng lại không thì bảo! Có phải giọng của bạn xưa không? Em ơi, em đâu rồi? Anh đến đây. Ôi, giọng ai mà hay thế? Anh đây. Anh nào? Trẻ không tha, già không thương.
cậu... Lại là cậu à? Cậu quá quân lắm. Ơ, ai kìa? Cái trò nhại giọng của vệt xanh. Ừ, hay hớm gì cái trò nhại tiếng người khác. Chạy ngay đi, có gã mèo. Lại bày trò gì nữa đây? Cậu không lừa được bọn tớ nữa đâu. Kệ nó, chúng mình chơi tiếp đi. Trời ơi, nó đến kia kìa. Thank you.
Giỏi lắm. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, ở đây nguy hiểm lắm. Này Mỹ, có muốn ra cầu đá tập bay không? Chả có gì ngoài đấy hết, mau về thôi con. Hả? Ở nhà mẹ phần nhiều cá lắm. Hả? Nói là rồi đây này. Tốt. Đẹp quá. Nào Mỹ, mau tập đi. Cao nữa lên. Đập cánh. 1, 2 Mỹ, mệt không con? Tiếp tục luyện tập. Nghỉ đã. Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm. Được rồi. Vào nghỉ đi con. Chăm chỉ luyện tập rồi con sẽ có nhiều hơn thế. Ok, không sao, lần sau cháu cẩn thận hơn nhé. Bọn tớ đi, vui lắm.
Thả con ra. Nào, con bách giang mẹ. Cánh ra, đập mạnh đi Mí. Con có muốn có nhiều cá tươi không? Nào Mí, tập trung nhìn bố. Trước hết, bước rộng chân ra, hay cánh giang rộng hướng lên cao, đập mạnh xuống. Muốn có đôi cánh mạnh mẽ dẻo dai, con cần phải luyện tập chăm chỉ. Mí, giang rộng cánh ra, tập trung vào. Con không phải làm gì cả, đã có mẹ đây rồi. Đau quá, mẹ bảo con không phải làm gì cả. Này Mí, chẳng phải con đã bay được rồi sao? Hãy nhìn các bạn con kìa. Chúng chỉ toàn nghịch dại thôi. Trước sau gì chẳng bay được, chỉ làm khổ con tôi. Được rồi, mẹ đánh chừa hòn đá nhá. Con không chịu đâu. Mí của mẹ ngoan, đừng khóc nữa.
cơn gió, mặt biển sẽ nâng đôi cánh con lên. Tôi với bác cùng khiêng. Chị Xíu thông minh thật đấy. Bác cứ khen em. Bác buộc số cá vào đòn tre này. Tôi quên khuấy đi mất. Nào, dọn chân lên bác ơi. Tôi đang đi đây. Sắp đến chợ rồi đấy bác ạ. Chào hai chị, tôi đi nhá. Cô em có bắt được nhiều cá to không? Đổ ra đây xem nào. Sao thế này?
ơi chị, sao trong giỏ của em toàn cứ lạ nhỉ? Cô em có bắt được nhiều cá không mà toàn cá bé thôi. Bao nhiêu cá to của em đâu hết rồi. Này, nhà cáo ghê lắm, ghê có tiếng đấy. Có nhớ chuyện xưa không? Hả? À, có phải cái chuyện nhà cáo mời nhà xếu ăn nhưng lại chơi khăm, chỉ dọn thức ăn ra đĩa không? Đúng rồi. Họ nhà mình mỏ dài, chỉ hợp với ăn bình thôi, thế là đành chịu. Ây, bao nhiêu thức ăn nhà cáo nó chén sạch. Chuyện ấy em cũng biết. Hay là lúc em mải bắt mồi, anh ấy lấy hết cá trong giỏ. Vì khi em quay ra đã thấy cái giỏ chưa gần chỗ anh ấy. Thì cô đến nhà anh ấy xem sao. Chị làm vỡ cái đĩa của tôi rồi. Tôi không làm vỡ. Chả nhẽ cái cửa làm vỡ của tôi à? Ơ, cái đĩa của tôi. Tôi hỏi anh, tại sao cái giỏ cá của tôi còn có vài con? Giỏ cá của chị sao chị lại hỏi tôi? Chị thật là quá đáng đấy. Tôi đã giúp chị mà chị còn đổ cho tôi lấy. Anh làm vỡ đĩa sao anh đổ cho tôi hả? Chị làm vỡ đĩa. Tôi không lấy cá của chị đâu. Chị Xéo ơi, sao em bảo? Chị Xéo ơi, không phải anh Cao lấy cá của chị đâu. Tại chị quên đậy nắp giỏ nên cá nhảy hết ra ngoài đấy. Ui thế á? Nhưng chuyện bây giờ thành ra to rồi. Anh Cáo cứ cho rằng em đập cửa làm vỡ đĩa của anh ấy. Đành gặp anh ấy để xin lỗi thôi. Bài này xưa rồi. Ăn thì ăn chứ sợ gì. Mang đi cho chắc. Chị Xéo không? Bác Cáo, mời bác vào nhà. Em muốn nói với bác chuyện mất cá hôm trước. Chị có nhiều bình đẹp quá. Đĩa đẹp quá nhỉ. Dạ, em mời bác ạ. Vâng, mời chị. Ha 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 ha